Bây giờ Hà Vân kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình live show Đi đâu ăn đâu trên làn sóng AM 1500 cũng như trên hệ thống internet toàn cầu vnamradio.net hoặc là ksjx1500.com và những quý vị trên Facebook cũng như YouTube và Thomas. Cảm ơn chị Hà Vân. Thomas chúc với chị Hà Vân cũng tiếp tục chia sẻ với quý vị trong cái chương trình live show Đi đâu ăn đâu. Một lần nữa chúng tôi đã cảm ơn quý độc giả cũng như luôn chào đón trong cái chương trình này, và cũng từ cái sự phát triển về cái vấn đề du lịch, chính điều đó Thomas Trúc với chị Hà Vân đã tổ chức một cái tour Cancun vào tháng 12 năm 2022 là năm ngoái đó, rất là thành công. Trước tiên rất cảm ơn 47 vị độc giả đã tham gia chuyến đầu tiên. Chuyến đi nào cũng vậy thưa quý vị, vui lúc đi và về cũng còn lại nhắc nhở là những cái kỷ niệm, và mọi người đều liên lạc với nhau. Đó là cái điều mà Hà Vân thích nhất, là trong cuộc sống của mình lại gặp gỡ, lại có thêm những cái người quen mới, những người bạn mới mà amazing thưa quý vị. Những người này rất là dễ thương, Thomas. Đó cũng là một trong những cái mà có lẽ khi chúng ta tham gia chúng ta mới hiểu được những cái cảm giác đó. Có nhiều vị vừa rồi cũng gặp gọi đăng ký tour mà nói câu gì nghe dễ thương lắm. Nói sao? Nói tôi có một mình chắc đi buồn lắm phải không anh Thomas? Nói, đừng có lo, chính một mình phải đi với đoàn là vậy. Thomas sẽ ghép với những người một mình, có rất nhiều một mình lắm. Muốn ghép với ông cũng được mà muốn ghép với bà cũng được. Vui lắm quý vị, thì đi một mình kỳ rồi, đi cũng có một số người đi một mình hả Thomas hả? Đúng rồi, nhưng trời mà cũng ghép hai người lại một phòng hòa đồng luôn, vui lắm thưa quý vị. Hà Vân cũng đi một mình vậy. Lần trước đi một mình thì chị Ngọc Thủy nữa, nhưng mà vui thưa quý vị, tại vì có những cái buổi mà ăn tối ở ngoài trời, rồi có cái buổi ở ngoài hồ bơi này kia cái nọ, vui lắm đến nỗi mà chỉ mong có một ngày để mình ngắm sunset mà cũng không có được nữa, không tại có vì thời lúc gian nào luôn cũng bận biểu hết quý vị. Tính là một ngày đi ra biển quý vị biết không, để mà relax, đi bộ ban đêm đó, mà quý vị biết không, tối nào cũng có show hết trơn đó, thành ra đâu đi bộ ra biển được. Nhưng mà phải nói rất là nhớ biển, và nhất là nhớ cái không khí là trong lành đó thưa quý vị. Và một điều Hà Vân rất là thích là an toàn. Đó là như vậy, mình đi chơi ở đâu mình cũng nghĩ đến cái sự an toàn, phải không thưa quý vị? Mà đây mỗi lần mình nghĩ mình đi ra biển là mình thấy vui rồi, là mình đi đâu cũng vậy, mình cũng cảm thấy có cái sự an toàn. Và có những cái gọi là friendly, người dân ở Mỹ họ rất là friendly thưa quý vị, rất là dễ thương. Họ có, mình đi ra ngoài thành phố thì mình thấy những cái căn nhà họ ở chung quanh họ nghèo lắm thưa quý vị, nhưng mà khi mình thấy họ làm việc ở trong hotel và họ cào những cái rong biển ở dưới biển, mà quý vị biết trời thì nóng, thật là nóng vậy đó, thấy rất là thương thưa quý vị. Thương là vì họ work hard, họ làm việc mệt nhọc cho công việc đó để họ có tiền. Thành ra từ cái đó mình thấy được cái friendly của cái người Mỹ thị cơ và cái sự làm việc chăm chỉ, và họ rất là lịch sự thưa quý vị. Thành ra Hà Vân thích lắm. Mà đó là chưa nói về thức ăn đó, mới nói về những cái service thôi mà Hà Vân đã thích rồi. Mình thích cái gì cũng sẵn hết thưa quý vị. Hà Vân thích như vậy chứ đi chơi mà phải nấu ăn Hà Vân mệt lắm. Đúng vậy đó thưa quý vị. Gần như trước đây đó, người Việt của chúng ta thật sự rất là khó tính. Đi du lịch đó là phải chuẩn bị đầy đủ quá. Bởi vì sao, người Việt mình ở Mỹ thật mà nói là mình sống một cuộc sống rất là khắt khe lắm, có nghĩa là nề nếp, rồi ăn uống phải cái này cái nọ, sức khỏe, cho nên chính cái đó nó làm cho mình khó tính lên, thành ra đi đâu cũng đùm đùm nấu nấu. Có hồi xưa Thomas có một cái nhóm bạn, hai vợ chồng này có hai đứa nhỏ, khoảng đứa 5 tuổi đứa 7 tuổi, là phải đem luôn cả cái máy xay sinh tố. Tội nghiệp mình không hiểu, có lẽ là họ ít đi đoàn hay họ ít đi chơi đó, cảm giác rằng là khi đi chơi như vậy là thiếu biết bao nhiêu, rồi họ nghĩ ở Mexico chắc nó cũng nghèo lắm. Đem luôn cả cái máy nấu cơm nè, cái nồi cơm điện nè ha, đem cái máy sinh tố nè. Tội nghiệp. Đùm đề đến nỗi mà đóng cái tiền extra, phải mỗi một gia đình đóng thêm hai cái thùng bự vậy đó, mới bỏ đủ đồ vô.
rồi qua là phải đi chợ đi bún, coi như là mình thuê những cái căn nhà đó, mấy giống như là Airbnb đó. Airbnb đó, thành ra là mình cứ nấu nướng được, thật ra thì nó cũng bất tiện lắm. Và đó cũng là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều quý vị độc giả đã đặt ra. Nói đi chơi xong rồi người này thì muốn cái này, người kia muốn cái nọ, người này muốn ăn cái này, người kia, có nghĩa là nó đâu có hợp nhau đâu. Rồi người được người không, rồi tiền bạc thì chia đều, mà cái người chia đều á ăn không được, nó sẽ tôi cũng đóng mà tôi ăn không được. Tội nghiệp. Dễ thương, nhưng mà đi 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 đâu chứ là đi qua Mỹ là khỏi lo về điều đó, tại vì thức ăn đủ thứ hết thưa quý vị, và có rất là nhiều, mình tới đó là không biết là giờ ăn cái gì, bây giờ quá nhiều đi thưa quý vị. Và Hà Vân thấy người nào cũng tới cái bữa ăn là người nào cũng rạng rỡ hết, tại vì thấy là mình sẽ có được những cái món ăn mình thích, quý vị biết không. Mà điều Hà Vân thích nữa đó là có rau rất nhiều thưa quý vị. Nói rau không phải là chỉ cho ăn rau không nha quý vị nha. Rau rất nhiều, tại vì Hà Vân thích ăn rau. Mà quý vị biết ở nhà đó, mình lười, mình đâu có ăn rau đâu. Mình lười, mình không ăn trái cây đó thưa quý vị. Nhưng mà đi đi chỗ Mễ này nè, ăn rau thả cửa luôn, trái cây thả cửa luôn. Rồi thì đã là còn những cái món thịt là những cái món khác chung quanh đó thì thôi khỏi nói. Thì đó là cái điều Hà Vân thích là như vậy đó thưa quý vị. À đúng rồi thưa quý vị, mình đi đi Cancun, đi Mexico đó, thật sự nó là đúng là một cái kỳ nghỉ mà cho mình thoải mái kinh khủng lắm. Bởi vì như chị Hà Vân vừa chia sẻ đó quý vị, những cái người mà nhân viên phục vụ ở trong nhà hàng, trong resort đó, ngoài hồ bơi rồi đó, họ rất là lịch sự và họ nhớ mình lắm. Ví dụ như mình thích uống cái ly cà phê loại gì thì họ nhớ, họ sẽ nhắc mình lại, anh có uống cái đó nữa không. Còn hay là mình thích uống cái bia Corona, nó cứ mời hoài chưa hết, nó đã bưng tới ly nữa rồi. Thương lắm. À, nó rất là dễ thương. Cái đó là chính những cái mà người Mỹ chúng ta rất là thích, đúng không thưa ông quý vị? Cái service đó. Đúng rồi. Mà có một điều là mình cho thiếp hay không cho thì nó cũng vui vẻ đó. Thật sự là như vậy. Nhưng mà mình chính cái vui đó quá mà mình không cho, mình không có nở lòng. Thấy họ quá tốt và họ quá như vậy, lúc nào mình cũng thích cho họ tiền á. Cho nên cái đó là cái mà quý vị nên đừng có nghĩ rằng chúng ta đi du lịch là để biết đây biết đó. Điều đó cũng là đúng, nhưng mà cái quan trọng là mình cũng phải có những cái thời gian mình thật sự relax, enjoy life cái chỗ đó. Mình phải ăn những cái gì ngon, uống những cái gì ngon và thưởng thức những cái gì đó. Thật ra đó mới là những cái giây phút mà mình cảm giác rằng đó mới là những cái kỳ nghỉ thật sự của mình. Quý vị biết không, Hà Vân thì Hà Vân thích uống green juice, là juice là có nhiều cái loại màu xanh nó họ xay ra, mà cái này bây giờ mới có thưa quý vị. À, mấy chục năm về trước mà Hà Vân đi Cancun thì nó không có, lúc đó chưa có cái màn green juice. Thì lúc nào Hà Vân tới Hà Vân cũng order green juice đó thưa quý vị. Thì họ biết mặt Hà Vân, cứ gặp mặt Hà Vân green juice, họ hỏi Hà Vân như vậy. Họ nhớ hết trơn à. Thưa quý vị, thương lắm. Họ rất là nhớ. À đúng vì vậy thưa quý vị, cho nên năm ngoái chúng tôi đã tổ chức xong cái tour đó rồi, rất là thành công. Thành công là nhờ 47 vị khách đầu tiên chưa hề biết Thomas như thế nào đã mạnh dạn tham gia một cái tour như vậy. Cho nên lần này chúng tôi tiếp tục tổ chức cũng vào tháng 12. Tại vì tại sao tổ chức tháng 12 thì đã thưa với quý vị đó, tháng 12 là một trong những cái tháng mà thời tiết đẹp nhất của Cancun, Mexico. Đó là cái điều Thomas guarantee với quý vị như vậy. À, cho nên năm nay chúng tôi tiếp tục tổ chức cái tour gặp gỡ lần thứ hai. À, thời gian của chúng ta đi là từ ngày 1 tháng 12, tối vào lúc 11 giờ mình sẽ khởi hành tại sân bay San Francisco. Mình bay thẳng non-stop tới Cancun, chuyến bay khoảng 6 tiếng 10 phút. Sau đó mình đến khoảng sau Cancun khoảng 7 giờ sáng. Và từ đó, từ phía sau đó mình làm thủ tục check in rồi, thành ra nó cũng mất khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng bởi vì mình phải làm cái thủ tục nhập cảnh. Sau đó rồi thì có xe công ty đưa đón mình về resort. Đi chung với nhau thì có xe đưa đón thì không có lo, không biết người nào đi kỳ trước mà đi trước đi sau, xe tới đón mà sợ không dám lên xe nữa thưa quý vị. Tội nghiệp em. Số điện thoại của Thomas là 408-614-8408, 408-614-8408. Mỗi lần nhớ lại cái đó là Hạ Vân cười. Thì như quý vị biết, lần này chúng tôi tổ chức thêm một ngày nữa, cho nên nó tới 6 ngày 5 đêm và một đêm trên máy bay, cho nên mình tới 6 đêm, 6 ngày. Thì
cái giá của một cái package như vậy là 1.445 đô la, chưa có tính vé máy bay nha quý vị, bởi vì vé máy bay chúng tôi không biết là quý vị đi từ ở phi trường nào, hoặc là khắp rất có nhiều bạn bè ở những tiểu bang khác đến nữa, thành ra chúng tôi không có tính vào được. Cũng như cái vé máy bay thì thật sự mà nói chúng tôi cũng không có dám control cái giá cả, cho nên khi quý vị nào mà muốn quyết định đi thì nên đăng ký sớm với chúng tôi, để chúng tôi sẽ canh cái chuyến, cái ngày nào nó rẻ đó mình book cho quý vị. Chẳng hạn như cách đây một tuần đã có một cái group 2 gia đình 7 người book vé rất là rẻ, non stop chỉ có 586 đồng. Trong cái đó Thomas đã book là 700 đồng rồi. Nhưng mà nó lên xuống như vậy đó. Hiện tại thì bây giờ mới check thì vừa rồi có vài người thì book khoảng 700. Cho nên quý vị nhớ đó, mình có thì cứ đăng ký, Thomas sẽ canh nha. Nếu mà nó mắc quá Thomas hô lại đó, không có bút liền đâu. Phải tìm mọi cách và chờ đợi khi nào mà nó rẻ sẽ lo cho quý vị nha. Cho nên quý vị nào đi thì cứ anh nhấn liên lạc với Thomas liền để mình book cái vé. Số điện thoại của Thomas Trúc Nguyễn là 408-614-8408, 408-614-8408. Điều đặc biệt là quý vị đi tối thứ sáu, có nghĩa là chiều thứ sáu quý vị vẫn đi làm được, rồi tối thứ sáu mới đi. Thưa quý vị, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, ba, tư, năm. Thứ năm là mình đã về rồi, rồi là thứ sáu quý vị cũng có thể đi làm trở lại nếu quý vị muốn, hoặc là quý vị nghỉ ở nhà. Nhưng mà Hà Vân thấy cái khoảng thời gian đó nó rất là tiện lợi đó thưa quý vị. Nghĩa là mình xin nghỉ thì mình chỉ xin nghỉ thứ hai, ba, tư, năm thôi. Quý vị thấy không? Thay vì nguyên một tuần như vậy thì cái sự chọn lựa đó Hà Vân thấy rất là hợp lý và rất là hay. Và mỗi ngày như vậy đều có những cái tiết mục rất là vui, rất là hấp dẫn thưa quý vị. Thì nếu như quý vị mà cái vacation của quý vị nó hạn hẹp quá thì mình vẫn xin tới thứ năm thôi, bởi vì mình về đến San Francisco là 8 giờ tối, còn sớm lắm. Mình về tới nhà khoảng 10 giờ là mình tắm ngủ cái, mai vẫn đi làm được, không có lo. Còn nếu quý vị nào mà thông thả về vacation thì mình chỉ cần lấy thêm một ngày thứ sáu, nhưng mà mình sẽ nghĩ cho tới chủ nhật luôn, thứ hai mình mới đi làm, cho nên rất là thoải mái. Cho nên tại sao chị Hà Vân chỉ nói Thomas chọn cái tối thứ sáu là quá tuyệt vời. Hay lắm thưa quý vị. Thứ nhất là mình chơi nguyên một ngày thứ bảy ở Cancun, không coi như có bao nhiêu mình ăn hết bấy nhiêu. Ở đó họ tới, dễ thương lắm quý vị. Tới sớm là không phải là mình được check in rồi mới được ăn đâu. Mình họ nói mình cứ để hành lý đi. Rồi họ đưa hết giấy tờ cho họ để họ làm cái group cho mình, còn rồi cứ mà họ mời mình vào trong một cái nhà hàng cho mình ăn, dù rằng là mình chưa có đăng ký nhưng mà họ biết. Rồi họ mình ăn uống thả vàng lắm. Và hay cái là ở cái resort này đó quý vị, kể cả thức uống trong phòng của mình cũng miễn phí hết à, không có kể cả nước water hay rượu bia quý vị kêu là họ mang thôi. Nếu quý vị mà muốn gọi đồ ăn lên phòng họ cũng mang lên luôn, nhưng mà quý vị chỉ trả cái tiền service mà bưng lên thôi. Rồi mình cho cái tiền tiếp không rồi, có tiền service phải trả có service hả? Mỗi lần hình như là 3 hay 7 đô la vậy đó. Kêu đồ ăn lên phòng, ví dụ nhiều lúc mình làm biến xuống á, mình làm biến mà mình order đồ ăn nhóm món gì đó họ làm họ bưng lên cho mình mà cái món đó thì không trả tiền, nhưng mà quý vị trả cái tiền service bưng lên thôi. Thì khoảng một lần như nhớ là 3 đến 5 đồng. Mà cái tủ lạnh lúc nào họ cũng fill up với nước ngọt với lại nước everyday, nước là mỗi ngày đều thương. Uống không có hết đâu thưa quý vị. Nhiều lúc quý vị muốn đi chơi đâu không thèm ăn đó, đi chơi xa thì ở đó nó có nhiều cái pizza nè chị Hà Vân ha, sandwich nó pack sẵn trái cây nó cắt sẵn vị. Cho mình á, mình có hộp đó là mình tới mình lấy, mình đi ra ngoài mình ăn thả vàng lấy bao nhiêu cũng được, họ không có hề nói vậy đó. Họ trông cho mình ăn càng nhiều họ thích lắm. Thôi mắt cảm giác như mình ăn nhiều uống nhiều mà họ vui lắm. Thôi mắt rất là thích uống cái Corona của bia tươi của bên đó đó, cứ chưa hết là nó đã bưng tới một cốc bự lại rồi, nó gì đó dễ thương lắm. Vui lắm quý vị. Dạ quý vị nhớ liên lạc với Thomas ở số điện thoại 408-614-8408, 614-8408. Thì cái vé máy bay đó, nếu mà quý vị đã định đi đó thì quý vị gọi là mình xúc tiến, rồi Thomas sẽ chọn cái ngày nào ra vé máy bay mà rẻ đó thì mua vé máy bay. Quý vị đưa credit card cho Thomas mua vé máy bay cho quý vị, nó dễ dàng và gọn gàng lắm thưa quý vị. Thì cái giá mà ở cũng như là ăn đó thì là 1.445 Mỹ kim nha quý vị nha.
Vừa tiền hotel nè, mà cái phòng hotel cũng rất là rộng thưa quý vị, và tiền ăn nữa, đó, ăn include trong đó luôn nha quý vị. Cái hotel thì quý vị biết là mình ở trong cái resort sát biển luôn nha quý vị. Cái hồ bơi nước ngọt của hotel, của resort đó là sóng biển đập vô cái bờ thành luôn đó, cho nên rất là tuyệt vời. Và cái phòng của mình nó gọi là junior suite, cái king bedroom là cái size lớn đó quý vị. 425 square feet, phòng rất là rộng. Cho nên quý vị nào mà đi một mình cũng đừng có lo ngại mình sẽ gặp một người lạ. Bởi vì sao? Cái phòng nó lớn quá mình không có thấy nó lạ. Mình vẫn có những cái privacy của mình, bởi vì hai cái giường. Nếu quý vị đi hai người ghép lại là mỗi người một cái giường queen lớn như vậy đó, mà cái phòng nó rộng như vậy, nó giống như một cái nhà vậy đó. Thành ra chúng ta sẽ có cảm giác giống như là nó không có ngột ngạt hay nó khó chịu gì cả, bởi vì nó quá rộng như vậy. Mình mà ở một mình mới cảm thấy buồn, cho nên có một người bạn rất là vui. Cho nên quý vị nào đi một mình đừng, cứ mạnh dạn đi nha. Thomas sẽ ghép cho, Thomas gặp quý vị rồi, Thomas sẽ hiểu, sẽ ghép với quý vị những người nào có thể là giúp đỡ và hợp với quý vị. Cái điều đó Thomas đã làm, thực hiện trong cái chuyến đầu tiên rồi. Không có ai cầm lên cái partner của mình hết cả. Và họ lại rất trở thành một đôi bạn rất là thân. Đó là cái một trong những cái mà Thomas rất là tâm đắc, cũng như rất là để ý quan tâm tới những cái vấn đề đó. Quý vị, xin lỗi. Quý vị biết không, trong cuộc sống của mình đôi lúc mình, xung quanh mình có rất là đông người, nhưng mà đôi lúc mình cũng rất là cô đơn, phải không Thomas? Tại vì cuộc đời thay đổi, người này ra đi rồi, người này đổi chỗ ở, người này thế này, người này thế kia, con cái thì lớn lên có cuộc sống riêng của họ rồi, thế này thế kia, tự nhiên có một lúc nào đó mình cảm thấy rất là cô đơn. Rồi mình cũng đâu có muốn nhờ người này phải đưa mình đi đâu, hay là đi, nhiều khi người ta không có muốn đi vì người ta cũng bận những cái việc gì, phải không thưa quý vị? Mình cảm thấy rất là cô đơn. Mà bây giờ mình còn cái sức khỏe như thế này, mình còn cái excited, mình còn thích trang bận trang phục những bộ đồ đẹp, mình còn thích make up, mình thích thế này thế kia, thì mình nên gọi là nắm lấy cái cơ hội đó, thay vì mình để sau này một khi mình lớn rồi đó, mình cảm thấy mệt mỏi, thưa quý vị, mình không muốn đi đâu hết đó. Tại vì mình đi đâu mình cũng thấy nhức mỏi cái chân nè, rồi mình đi mình sợ đi bộ hồi cái tim mình nó đập mạnh nữa, thưa quý vị. Rồi mình nghĩ mình lớn rồi mình đi rồi, nhiều khi mình không hợp với cái đám đó hay là cái gì đó chẳng hạn. Thành ra Hà Vân nghĩ bất cứ khi nào cũng vậy, mình cảm thấy là mình muốn đi, vì mình không muốn là mình đi qua bên Mỹ này rồi tự nhiên rồi mình không biết ở đâu hết, mình không biết nước Mỹ, mình không biết nước Pháp, mình không biết nước Mỹ, mình không biết gì hết, thưa quý vị, mình biết Nhật Bản, không biết gì hết. Thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ khi có những cái cơ hội, những cái tour như thế này, thì quý vị ghi danh quý vị đi, phải không? Thì để cho mình có cái sảng khoái đó, mình có cái niềm vui đó, tại vì không ai mà có thể cho mình được cái niềm vui đó ngoài mình, phải không thưa quý vị? Thì khi quý vị đi ra ngoài, đi chung như vậy đó, mình thấy được cái khung cảnh, cái không khí rất là cởi mở, cái phong cảnh rất là đẹp, thưa quý vị. Rồi mình cũng cảm thấy vui, rồi chung quanh mình cũng có những người rất là vui, tại vì đi chung như vậy thì khó mà buồn lắm. Chỉ cần một người buồn hay là có chuyện gì xảy ra là mấy người kia xuống vô là an ủi, là lo lắng cho. Hà Vân nghĩ là như vậy. Trong chuyến đi kia rồi thì không có ai hết bị như vậy ha. Nhưng mà Hà Vân nghĩ là như vậy. Thành ra lúc đó mình sẽ cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Mình không cảm thấy cô đơn, thưa quý vị. Thành ra đó, mình chọn cho mình cái niềm vui đi. Tại vì mình trông chờ vào người khác cho mình niềm vui, Hà Vân thấy có bộ khó quá à. Thành ra mình đi vô một cái nhóm nào đó cũng có những người trông chờ những niềm vui nữa, phải không Thomas? Để mà mình vui với nhau. Thì mình có cặp thì cũng vui, và mình đi một mình cũng vui luôn, thưa quý vị. Nó cũng đều có những cái vui đó hết á. Và mình được cái cơ hội mình gặp gỡ người, một người bạn mới, một cái cặp vợ chồng nào đó, rất là vui. Và mình nghe họ kể những cái chuyện họ cũng đi du lịch đây đó như này kia, Vân thấy rất là hay, thưa quý vị. Thành ra nếu mà mình một mình, nếu mà mình afford được, nếu mà mình có thể cán đáng được, thì chắc chắn là quý vị muốn đi những cái tour như này, phải không thưa quý vị? Rất là vui. Còn nhiều khi mình đi với con cái thì nó cũng có cái vui với con cái, nhưng mà nhiều khi mình phải đi theo những cái cách của những người trẻ như vậy đó. Thành ra
Anyway, gửi đến quý vị số điện thoại của Thomas Trúc Nguyễn 408-614-8408, 408-614-8408. À, cảm ơn chị ạ. Vâng, thưa quý vị, cái resort của mình tên là Wyndham Altar Resort. Nó nằm ở cái thành phố Playa del Carmen. Nó gần với cái thành phố Tulum. Thành phố Tulum là một trong những cái thành phố mà nó thuộc về vùng biển Caribbean Sea. Chắc chắn quý vị đã từng nghe. Đó là một trong những cái vùng biển đẹp nhất của Mexico, bởi vì nó nằm giáp với cái Caribbean Sea đó quý vị. Thì quý vị biết mình nói Mexico chứ thật ra nó cũng có nhiều cái thành phố để mình đến lắm. Có nhiều cái thành phố mình đi chừng 2 tiếng đồng hồ máy bay nó đã đến rồi. Nhưng mà riêng cái chỗ này mình đi sâu vào phía sau của Cancun đó quý vị. Cho nên cái chuyến bay của mình là 6 tiếng 10 phút mới bay thẳng đó nha quý vị. Từ San Francisco tới Cancun, cho nên nó xa lắm. Cho nên quý vị nhớ đó, khi mình chọn một cái tour đó mình phải coi thử nó nằm ở cái thành phố nào. Cái đó thì chắc chắn là quý vị hiểu được rằng những cái nơi nào mà nó càng có những cái giá trị thì thật sự nó có những cái giá của nó riêng. Riêng cái chỗ này thì quý vị yên tâm một điều đấy, cái cụm khách sạn này nó được một cái là trong cái khu của chúng ta nó rất là private và được an ninh rất là chặt chẽ, bởi vì trong cái khu của chúng ta chỉ có ba cái cụm resort lớn của Mỹ mình, đó là Wyndham Altar Resort của chúng ta, kế tiếp là Hilton và kế tiếp nữa là Grand Hyatt. Ba cái cụm resort này đều có nghĩa là mình private ba cái bờ biển riêng của mình, cho nhưng mà mỗi mình có quyền tắm bất cứ ở đâu, một trong ba đó mình có tắm được hết nha quý vị, chứ không phải là mình chỉ tắm riêng của mình có thể qua cái bờ biển của bên Grand Hyatt mình tắm cũng được, hay là mình thích tắm bên biển của mình cũng được. Nói chung là họ để chung cho một ba cái resort của mình. Và đặc biệt một cái là ở đó chúng ta buổi tối đó, mình muốn đi ra downtown chơi ngay cái thành phố Playa del Carmen. Downtown này đó nó cách đi bộ khoảng 5 phút đồng hồ quý vị. Đương nhiên cái khu downtown rất là lớn, mình có thể đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới hết nha quý vị. Vui lắm quý vị, đi ban ngày cũng vui mà đi ban đêm cũng vui nữa. Hồi chiều đó có một vị khách gọi là nghe chị Hà Vân nói cái chuyện cái trái chôm chôm của họ, cô đó mới nói là như vậy mình có đi thăm vườn chôm chôm hả anh? Trời ơi, Hà Vân mê cái đó lắm thưa quý vị. Hà Vân đang tìm hiểu đây nhưng mà không biết, tại vì Thomas cũng không nghĩ rằng ở Mexico mình phải đi tìm những cái vườn chơi, chỉ có thể là đi Hawaii Thomas sẽ làm những cái tour mà đi vô vườn cho quý vị được. Cho nên có nói chuyện với vị khách đó, nói có bán chôm chôm thôi chứ chưa có đi thăm quan cái vườn. Thật sự mình cũng không có đủ thời gian để đi tới cái mức như vậy. Bởi vì thật ra mình đã có hai cái tour, cái city tour mình khởi hành từ lúc 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Một cái tour là gọi là Xeo Hà Water Park, một trong những cái công viên nước lớn nhất của Mexico. Quý vị nào mà đến Mexico mà chưa đến cái công viên này cũng đó là một sự đáng tiếc. Nó lớn lắm quý vị, và rất là nhiều trò chơi dưới nước, nhẹ nhàng, có mạnh bạo, có nghĩa mà cảnh ở đó họ giữ được cái thiên nhiên lắm, họ rất là bảo vệ cái thiên nhiên cho nên nước vẫn còn trong xanh và rất là đẹp và lịch sự lắm. Mà trên đó họ cũng tổ chức cho mình ăn uống suốt ngày trên đó vậy, rất là vui. Nếu mà Hà Vân là Thomas á, để Hà Vân cố gắng Hà Vân hỏi thăm coi có cái vườn ở đó thì nó có đó thưa quý vị, nhưng mình không biết ở đâu thôi. Thì có một người Việt Nam ở đó, họ trồng cây ở đó, họ trồng chôm chôm rồi họ trồng đủ trái cây nhiệt đới hết. Thì để Hà Vân find out coi có tìm được không, tìm được á, Thomas mà nói lên đó thì chắc là quý vị ghi tên đi tham dự hết. Chị Hà Vân ơi, lần này mình có một cơ hội, tại vì có một gia đình đã đăng ký 4 người rồi. Yeah. Nhưng mà một người đang ở Mexico, người Mexico luôn. Đó. Thì có thể là mình có thể gặp cô này nói chuyện coi thử cổ có cho mình những cái vườn tược gì ở Mexico hay không. Yeah. Để mình làm chuyến kế tiếp. Đúng rồi. Và thưa quý vị, trong chuyến này có một vị đã ở Mexico nhưng mà họ có cái quan hệ ở bên Mỹ, cho nên cái đoàn gia đình bên Mỹ đi và họ cũng đến cái resort ở chung với chúng ta. Thì để có thể là chị Vân muốn tìm kiếm cơ hội này để cho chị tìm hiểu nha quý vị. Bảo đảm Thomas, mà nếu mà có cái chuyến đi mà đi tới vườn chôm chôm là Vân biết là quý vị nếu sẽ mà đi mấy vị đông mà đông thích lắm. Như vậy lắm đó là lần hè tới có thể Thomas sẽ tổ chức đi Hawaii, hay là bởi đi vì Florida. Hawaii đó nó có nhiều cái vườn mà Thomas đã đi rồi. Rất là hay, tại vì hồi Thomas có một người bạn ở đó lâu năm lắm. Vườn gì? Vườn dứa hay là vườn chuối? Đủ hết trong cái vườn của cái người này, người có đủ người hết, có Cambodian. Đủ trái cây. Yeah. Đủ trái cây Việt đủ Nam trái hả? Cây hết, xoài có nè. Sambuche có nè. Bưởi có nè. Yeah.
Nhiều lắm, vườn của họ trồng đủ thứ và họ bán cho mình mua ăn luôn. Đặc biệt một cái là mít tố nữ, trời ơi, ăn Wow, I Thomas like có chụp it. nguyên một cái chùm kéo ra, có nghĩa là Thomas rời Việt Nam 20 năm là lần đầu tiên mới ăn lại được. Nhưng mà lúc đó thì năm 2019 thì cho nên nghĩa là Đang 10 17 năm thôi. đang nói là mẹ tự nhiên nhảy qua bên À, tại vì Hawaii. nói mấy Quý cái vườn đó. vị Hồi xưa ở nghe Việt có gì Nam á, thì cứ quý vị nhớ cái ngày mùng 5 tháng 5 đúng không? confused. Cái ngày gì đó Đúng không? rồi. Thomas quên rồi, ngày gì? Tết Đoan Thì Ngọ hả, phải là không? đúng rồi, thì Thomas rất là thích đi Bình Dương ra mấy cái vườn trái cây, bắt đầu mình cắm trại ở trong đó ngồi ăn. Thì ở đó có cái mít tố nữ ở Bình Dương rất là ngon. Cho nên vừa rồi đi 2019 đi ở Hawaii, Thomas ăn lại được cái mít tố nữ. Ngon lắm À, hả? vườn rất là ngon mà vừa nhớ lại cái quê hương của mình dễ sợ. Hòa Vinh nhớ có một lần đi Bình Dương đi picnic với các bạn đó, thì vườn nhà con nhỏ bạn nó trồng khoai mì. Thomas biết khoai mì mà lúc nó còn non đó, nó kéo lên một cái là đem đi hấp liền phải không? Trời Ngọt, ngon tươi kinh ngọt khủng, phải không? tươi ngon lắm mà nó không có bột nhiều nha, nó trong trong đó. Thành ra trời không không chê được thưa quý vị, thành ra vườn là thích là như vậy đó. Nhưng mà anyway mình trở lại Mexico. Để trở lại với chương trình của Mexico lần này là lần thứ hai chúng ta đi như này. Thì ngoài cái xe hòa qua The Pass ra, chúng ta có một ngày cũng đi 7 giờ rưỡi cho đến 5 giờ chiều. Mình sẽ đi xe đến một cái cảng, rồi từ cái cảng nó sẽ có một cái du thuyền nó đón mình. Nó sẽ chở mình đi 4 tiếng đồng hồ để tham quan những cái bán đảo. Sau đó nó dừng lại cái vùng biển của Cozumel và cho mình tắm biển ở đó và đi tham quan cái đào thào ở đó rất là đẹp. Thì quý vị nhớ là tất cả những chiếc thuyền của Carnival của Mỹ mình lớn đó đều ghé ở Cozumel, cái đào thào này, trong một cái chuyến, trong một cái ngày nó có ghé dừng ở đó. Gần như là tất cả những chuyến đi về hướng Caribbean Sea đó, là quý vị mà đi cruise rồi đó, quý vị biết mình phải bay qua Florida này hoặc là Louisiana mình mới có cái chuyến đi qua bên cái khu vực đó thôi. Chứ ở ở Long Beach hay là ở Newport Beach mình chỉ đi những cái vùng ngắn bên này thôi, chứ nó không có bay đi sâu vào đó. Cho nên quý vị thấy đó, quý vị mà muốn đi cruise mà được tới cái vùng biển Caribbean Sea này đó, là quý vị phải mua một cái vé máy bay bay qua Florida hoặc Louisiana nó mới khởi hành qua cái chuyến đó. Cho nên quý vị thấy rất là tốn kém. Cho nên quý vị thấy mình mua cái vé máy bay 700 như vậy, thật ra nó rất là đáng. Tại vì mình được ở trên cái resort như vậy và được đến cái vùng biển Caribbean Sea nữa nha quý vị. Đó là một trong những cái mà quý vị hiểu được. Chứ không, đừng có nghĩ sao có những cái chuyến Mexico nó có ngàn mấy người cả vé máy bay không. Quý vị đừng có nghĩ như vậy. Chúng ta phải hiểu rằng là mỗi cái thành phố, mỗi cái nơi nó xa, nó gần như thế nào. Cho nên cái vé máy bay nó hơi mắc hơn một chút, nhưng mà thật sự nó rất là đáng nha quý vị. Bởi vì chúng ta được biết được cái vùng biển Caribbean Sea, bởi vì ai cũng mong muốn được nhìn thấy cái biển này cả. Tùy cái vùng chứ. Chứ nếu mà chúng ta bay bay xuống Los Angeles ngay chỗ cái biên giới đó thì cái đó đâu có thích đâu. San Diego thì Thì nó cũng nếu chả mà có đi cái cái gì hết đó biên trơn giới à. mễ ngay Không đó đó được, thì tới đâu coi có cái gì bức đẹp tượng ông Trùm ông xây. Và đâu. có một vị khách vừa rồi cũng có một cái câu hỏi hết sức là thú vị và rất là cảm ơn họ. Nói họ có một người bạn đi từ Việt Nam qua đang du lịch bên Mỹ, có đi được hay không? Thì để trả lời câu hỏi này thưa với quý vị là đi được, nếu cái visa của vị khách đó, cái visa vào Mỹ đó, nó để cái chỗ entry đó, nó để chữ M, tức là chữ multi đó, là entry multi entry đó, thì quý vị có thể đi được đi Mexico không cần xin visa nữa. Tại vì cái visa vào Mỹ nó cũng giống như nó được vào Mexico rồi, và cái visa vào Mỹ đó mình được trở lại vào Mỹ nữa, cho nên mình không có cần phải làm. Thì sẵn đây thưa với cái vị khách đó luôn là mời rủ người bạn hay là gia đình của người bạn ở Việt Nam qua đi cùng, hết sức là thú vị. Và Thomas cũng đã gửi cái chương trình này cho hai cái công ty là ở Việt Nam, ở Sài Gòn, là một cái Én Việt và một cái Việt Cycle. Họ cũng sẽ bán cho chúng ta cái tour này, có thể từ Việt Nam sẽ có tháp tung bộ đi. Đó là cái mà quý vị, thì ngoài ra quý vị có những thân dân ở Việt Nam hay ở những tiểu bang khác đó, đây là một cái cơ hội mà mình có thể together lại với nhau hết sức là tuyệt vời. Thay vì quý vị chờ một lúc mà đó thuận lợi quý vị bay qua chơi đúng không, thì cũng hơi khó, hay là họ bay qua mình, thì sẵn sàng hai gia đình hay là ba cặp gia đình, ba cặp bạn bè chúng ta đi vào cái này hết sức là rất là giá trị cái thời gian lắm. Tại vì cái lần trước có một cái nhóm bạn ba cặp
đi chơi xong Thomas cảm thấy họ rất là vui lắm. Họ cảm thấy là cái tình bạn càng ngày càng có vẻ thấm thiết, thấm thiết hơn. Quý vị nhớ coi lại cái passport của mình nha quý vị nha. Nếu mà gần còn có một năm nữa thôi mà expire hay là cái gì đó thì nhiều khi mình định đi du lịch nơi này nơi kia thì mình lo làm lại cái mới đi quý vị nha. Tại vì có những cái quốc gia đó họ họ tính cho mình nói mình còn cái ngày này mình có thể mình bay được, nhưng mà họ tính luôn cả cái lúc mình về luôn là nó còn phải có bao nhiêu tháng nữa đó, thưa quý vị. Thành ra nhiều khi nó đòi hỏi cái thời gian cũng nhiều đó. Thành ra nếu mà quý vị coi lại cái passport của mình thì quý vị renew đi, thì quý vị renew như vậy nó rẻ, nó không mất thì giờ. Tại vì passport bây giờ renew nó cũng mất cả tháng đó thưa quý vị. Hơn chị 8 tuần. Đó, mình còn không thôi, mình để giờ chót, nhiều khi mình phải lên San Francisco là mất nguyên một ngày của mình làm đó, trong ngày quý vị, có cũng được mà bị nó so stress out. Thành ra đó nếu mà quý vị cảm thấy là mình sắp tới ngày mà nó expire, quý vị làm trước đi, quý vị gửi đi đi, tại vì nó take time mà dễ lắm thưa quý vị. Quý vị tới những cái nơi mà những cái chương trình di trú đó, thưa quý vị, thì người ta họ chụp hình ngay đó và họ làm ngay đó liền cho mình không có cần phải lên online, không cần phải làm gì, họ làm cho mình, họ chụp hình cho mình luôn. Thì nếu quý vị cần những cái dịch vụ đó ngay tại thành phố này thì quý vị cho Hà Vân biết, thì Hà Vân có cô Việt Linh đó, thì Việt Linh làm điều đó, thưa quý vị, chụp hình rồi fill out giấy tờ quý vị, rồi quý vị chỉ chờ họ gửi về thôi nhé. Dạ, thì quý vị nhớ đó, cái passport của mình phải có hơn từ 6 tháng trở lên kể từ ngày mình đi. Ví dụ như chuyến này mình đi tháng ngày 1 tháng 12 thì cái passport của quý vị phải ít nhất phải có giá trị cho đến ngày 2 tháng 6. Đó, nhớ như vậy, họ tính từ ngày chúng ta khởi hành, tại vì lúc đó nhân viên hãng bay họ check. Thì cái luật này nói chung luôn là quý vị nhớ, mình đi ra ngoài international đó, đi out country đó, thì lúc nào phải cái passport của mình phải có giá trị từ 6 tháng trở lên kể từ ngày mình đi. Và đặc biệt là những quý vị có thẻ xanh mình vẫn đi được nha quý vị, nhưng mà phải có cái passport Việt Nam. Nếu quý vị nào mà không có cái passport Việt Nam đó thì quý vị cũng có thể làm cái cuốn re-entry permit, là cái cuốn mà 2 năm đi tạm đó, nó gọi là cái travel document đó quý vị. Nó cho mình cái cuốn đó thì nó giá trị ngắn lắm, chỉ có 2 năm mà thôi. Thì quý vị vẫn phải đi được, chứ không, nó không còn cho giống như ngày xưa mình chỉ cầm cái ID đi. Và Mexico và Canada hồi xưa là mình chỉ cầm cái bằng lái thôi, nhưng mà bây giờ thì hơi khó, cho nên chúng ta cần phải có một cái passport và cái thẻ xanh để vào Mỹ là được rồi. Thì như vậy là quý vị yên tâm, có thể là rủ bạn bè khắp 50 tiểu bang, họ không cần phải bay qua đây đi cùng với quý vị đâu nha. Làm vậy nó tốn kém lắm. Chẳng hạn như quý vị có những người bạn ở Florida, họ mua vé, họ đi qua Cancun nó lại rất là rẻ, tại ở đó họ gần, cho nên bay qua chỉ 300-400 mà bay thẳng qua đó, mà không cần phải bay gặp tới mình ở đây, từ đó họ đi thẳng qua Cancun, thì công Thomas sẽ báo cho công ty bên đó, họ sẽ đón riêng cái giờ giấc của họ, quý vị đừng có lo. Số điện thoại của Thomas để quý vị có thể liên lạc 408-614-8408, 408-614-8408 nếu quý vị cần biết thêm chi tiết nha quý vị nhé. Có lẽ thời gian của chúng tôi cũng đã hết rồi, thì đây cũng là một trong những cái chuyến lần thứ hai chúng tôi tiếp tục tổ chức, và có lẽ sẽ duy trì hàng năm và có thể tăng thêm nhiều cái chuyến hơn nữa theo yêu cầu của độc giả. Thì có thể là vào tháng 3 tới chúng tôi sẽ cuối tháng 2 chúng tôi sẽ tổ chức một cái chuyến đi Hàn Quốc Việt Nam, có thể tháng 3 tháng 4 gì đó chúng tôi sẽ tổ chức đi châu Âu, và có lẽ mùa hè thì chúng tôi sẽ tổ chức đi để cho gia đình gia đình có thể đúng đi rồi. Được ha, vào mùa hè. Thì quý vị nào mà có thời gian sắp xếp được đi trong cái tháng 12 này thì chúng ta nên đăng ký sớm vào lúc này thì rất là tốt, vé nó vẫn còn rất là rẻ. Thì quý vị nhớ liên lạc liền với Thomas nha, số điện thoại là 408-614-8408. Và mình book sớm như vậy để mà mình được đi cùng một lúc với nhau đó thưa quý vị nhé. Đi cùng một lúc với nhau cùng trên cùng một chuyến máy bay đó nhé. Đúng rồi, chứ nhiều lúc tới giờ chót mà chuyến bay nó đầy rồi thì mình cũng không có kẻ thể nào mình book được, thì mình phải book cái chuyến khác thì có lẽ nó sẽ bị tắt ra. Nhưng mà không sao, cũng được, nhưng mà thôi mình đã quyết định đi thì nên quý vị cố gắng thêm sớm nha quý vị. Kết thúc chương trình đi chị. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và sự chọn nghe Đài Phát thanh Việt Nam Bắc Cali, và cũng như những quý vị trên Facebook cũng như YouTube, và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới quý vị nhé.